Chào quý vị và các bạn, hôm nay là cửa hàng Bảo Trâm giới thiệu quý vị các bạn đây là các cái con rùa 5 tấn nhưng mà nó có đủ bộ, nó bị lẻ các bạn. Thì cái này nếu các bạn ở này là cao su còn ok, cái này thì bọc cao su lại, cái này thì cao su nó cũng bị hư rồi, này bọc cao su là ok, cái này bọc cao su lại thì này hai con này nó lái được, đây là hai lái này, cái con lái nó này nè, nó hai con này nó lái được các bạn đó. Đó, hai con này thì nó đi thẳng, nó lái được. Đó thì ở đây là rùa 5 tấn như các bạn. Bây giờ để mình lại cái đồ kia là cho các bạn coi nhé. Thì để đo sơ sơ kích thước này là cái độ cao của nó là như nhau các bạn đó. Bây giờ rùa nó có đủ độ là 11 giờ như thế này. Còn ra là bây giờ ở đây để mình đặt nó lại cho các bạn coi nhé. Đây đó, để mình kiểm tra cái độ cao cho các bạn coi đó. Rồi mình sẽ đây các bạn thấy không, cái này là đế này là đế lắp được, đó là đế lắp này. Còn cái đế này là xoay, cái nào thì cũng xoay hết nhưng mà cái này nó không lắp, xoay nó không lái mà các bạn. Thì ở đây cái độ cao đó là gần với nhau hết đó, để cho các bạn coi này đó. Thì cái tải trọng là 5 tấn không có dự cái độ cao, các bạn thấy con này nè, cái này nó tầm khoảng là tổng chiều cao khoảng là 110 thì bên đây nếu các bạn bọc cao su lên nữa thì đó là nó yếu 110, bọc cao su lên nữa là ok. Cái này 9 ly, cái này cũng khoảng 100, con này là con này khoảng 100, bọc cao ly 10 ly lên nữa thì 4 con này nó đủ bộ. Thì vậy là thì kích cỡ nó khác nhau, những con này lắc, con này lắc thì nói chung là xài cũng được. Đây đó, đây là 4 con này là các bạn. Đây là mình giới thiệu là rùa 5 tấn, con 5 tấn. Hai con này lái, hai cái sao đi thẳng là ok rồi, này ghép là đủ bộ rồi.